nhà chức trách úc đang điều tra một số biểu kiện đáng ngờ được gửi đến một số đại sứ quán và lãnh sự quán nước ngoài ở thủ đô canberra và thành phố melbourne ở phía nam chưa rõ cơ sở ngoại giao của nước nào ở canberra bị ảnh hưởng nhưng người ta nhìn thấy cảnh sát và xe cấp cứu bên ngoài đại sứ quán mỹ lãnh sự quán mỹ và anh đều xác nhận đã nhận được các biểu kiện đáng ngờ tin tức cho hay các biểu kiện đáng ngờ được phát hiện tại các cơ sở ngoại giao của thụy sĩ pakistan và ai cập ở melbourne Cảnh sát Liên bang Úc đang điều tra ít nhất 10 vụ việc liên quan tới vật liệu nguy hiểm trên toàn thành phố Melbourne, bao gồm gần các lãnh sự quán của Đức, Ấn Độ, Ý và Tây Ban Nha. Các biểu kiện đó đang được kiểm tra nhưng người ta cho rằng vô hại.